Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi tìm kiếm cái Meltan tiếp nha các bạn. Đó, sau khi tập trước mình đã tìm thấy nó rồi, nhưng mà bắt nó thì nó đã ra cái con Dictor các bạn à. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ quyết định tiếp tục tìm kiếm nó nha. Đó, ở đây thì mình đã có những cái khoáng sản rồi nè. Đó, chúng ta đã đi mai được rất là nhiều khoáng sản. Lấy lộ cái ba lô nãy giờ. Đây, cái ba lô xanh này các bạn ơi. Ây da, tự nhiên vứt nó đi chứ vậy. Đây rồi, đó, ba lô xanh đây mình có rất là nhiều khoáng sản luôn, cũng như ba lô đỏ cũng vậy nha các bạn. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi nung cái số khoáng sản này để mà tìm kiếm cái em mèo tan cái đã. Rồi, mình sẽ bỏ vào chắc lần này mình sẽ bỏ vào những cái lò bên đây nha các bạn. Lần trước thì chúng ta bỏ ở phía đối diện đó, lần này thì mình sẽ làm ngược lại coi và thử nó có đổi được cái vận xui của tôi không. Rồi, mình sẽ lấy thêm nha các bạn. Đây, chúng ta rất là nhiều luôn. Lấy thêm bỏ vô thôi. Thì như mình nói thì cái tỷ lệ của nó là cái số khoáng sản mà các bạn nung chia cho 8192 nha. Đó, nung bao nhiêu cục thì lấy cái số đó để mà chia nha các bạn. Xời ơi, rồi quá xịn sò luôn. Chúng ta sẽ nung tiếp nha. Đã thiệt sự luôn các bạn ơi. Quá nhiều khoáng sản. Giờ tôi là cực kỳ giàu khoáng sản luôn. Không có sợ thiếu mấy cái nguyên vật liệu để mà tạo ra những cái quả cầu nữa nha các bạn. Chúng ta gọi là dư luôn rồi, không có gì phải lo ngại hết. Đó, mình sẽ tiếp tục nung. Rồi, nó nhiều quá các bạn ơi. Lấy ra mà nó cũng mỏi tay nữa luôn nè. Rồi, đó, một đống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái khoáng sản này vào những cái lò đối diện nha. Ồ, nhiều chưa các bạn? Rồi, cái ba lô xanh đã xong. Giờ mình sẽ chuyển qua cái ba lô màu đỏ nha. Có cái con Trend Wheel, mình tưởng nó định tới đây thách đấu mình đấy chứ. Ok, chúng ta sẽ tiến hành. Ây da, tôi bấm lộn Master Ball. Đợt trước tôi vẫn còn cay đó. Tại vì cấp nó thấp quá nên mình bắt buộc phải xài Master Ball các bạn ơi. Chứ mình mà làm lâu á, mình mà bắt lâu á thì mình sợ nó dùng hết skill và nó sẽ thì tự chết đó các bạn à. Đó, chúng ta buộc phải hy sinh vào Master Ball. Quả thứ hai mà mình dùng trong cái series này, dùng để bắt cái con Dictor anh em à. Mà Dictor cấp 5 nữa chứ mới đau. Mình thì đã có sẵn một con Dictor rồi. Dictor thì các bạn có thể kiếm nó khi mà nhân bản Mew thành Mewtwo thất bại á. Thất bại thì nó sẽ ra con Dictor nha. Đó, mình thì mình nhân bản 3 lần, mình được 2 con Mewtwo và 1 con Dictor. Nói chung là cái vận của chúng ta là nó như vậy thôi các bạn ạ. Ok, tiếp tục nung nữa thôi các bạn ơi. Rồi, và đây là tất cả những gì còn lại nha. Mình sẽ bỏ vào những cái lò chính giữa và một cái chỗ này nữa đi. Đó, rồi, nhìn nó rất là đẹp luôn. Ok, giờ đồ đạc đã đủ để mà đi phiêu lưu rồi. À, và mình cũng mới vừa gộp hai cuốn Feather Falling lại để mà tạo ra một cuốn Feather Falling cấp độ 3. Đâu rồi, tôi để nó đâu rồi ta? Feather Falling cấp độ 3. Đây các bạn. Đó, nhưng mà mình không có đủ kinh nghiệm để mà cường hóa nó vào cái đôi giày. Nên thôi kệ đi. Đó, rồi. Ở đây thì mình sẽ chờ cho cái số khoáng sản này nó nung xong nha các bạn. Chúng ta chờ cái lò này nè. Cái lò này mà xong là tất cả các cái lò còn lại sẽ xong nha. Nãy giờ mình cũng có tìm hiểu về cái con Delibird và con Mookie, hai cái Pokemon thường cuối cùng của mình trong cái series này luôn. Đó, Pokemon thường nha các bạn. Thì Mookie nó cũng xuất hiện như con Master thôi, tại cái vùng đầm lầy và buổi tối và khi mà trời mưa nữa. Đó, tỷ lệ nó khá là hiếm. Còn về cái con Delibird, đó là một cái con chim, đại khái như nó mặc giống như là ông già Noel vậy các bạn à. Rất là xịn sò luôn, nhưng mà nó chỉ xuất hiện tại những cái vùng núi cao nè và lạnh đó.
từ cái độ cao là 150 nha các bạn. Rất là kinh khủng luôn. Cái độ cao tối thiểu của nó là 150. Vì vậy nên thì tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành, chắc mình lấy thêm mấy cái cobblestone để mà có gì á chúng ta sẽ đi xây đó, kiếm mấy cái độ cao mà cao ngút ngút trời như vậy các bạn à, để mà đi xây đó. Rồi mình sẽ lấy nhiêu đó đồ thôi. Chắc mình sẽ tạo thêm một cái cây wand quá. Wand thì chúng ta có thể có được Unbreakable wand nè và Diamond wand. Để mình coi mình có Nether Star không. Hình như mình còn một viên thì phải. Chúng ta có trứng rồng. À Nether Star. Còn một viên nha các bạn. Viên này mình đang khá là phân vân đây, xài thì nó khá là uổng. Chắc mình sẽ xài Diamond wand thôi các bạn à. Diamond wand cũng tốt. Đâu rồi, kiếm kim cương. Kim cương của tôi để đâu rồi? Mình không có để ngoài này các bạn ơi. Ồ, cái rương này, à đây, kim cương nè. Tưởng không có luôn chứ. Mình sẽ tạo trước một cái cây Diamond wand nha. Hay mình tạo hai cây luôn đi cho nó chắc nha các bạn. Đó. Nói chung thì xíu nữa chúng ta sẽ cố để mà tìm kiếm hai cái em Pokemon đó. Nó khó xuất hiện quá mà. Ồ, tiền mình đã được 167.318 bít xeo đồng rồi các bạn ơi. Ok, coi thử nó đã nung được bao nhiêu rồi. Vẫn chưa xong các bạn ơi. Khá là lâu đây. Sẵn thì mình sẽ tạm đi filler một xíu luôn nha. Tí rồi trở về sau cũng được. À, cái con này láo quá ha. Mèo nè, mèo của đội hỏa tiễn các bạn à. Còn về phần mấy cái em Nigroma các bạn, khi mà thu phục Nigroma thì chúng ta sẽ gọi là có khả năng có được 50% nó sẽ đeo Luna Riser và 50% nó sẽ đeo Solgaleizer nha các bạn. Đó, nói chung là cái này thì là 50% thôi. Mình sẽ còn phải thu phục thêm một con Nigroma nữa. Đó, để mà nó có được Solgaleizer các bạn ơi. Trời ơi, cái gì cũng phải cực khổ như vậy nó mới thành công được. Ồ, có con Pikachu. Nó xuất hiện trong rừng các bạn à. Trời ơi, xuống chơi nó luôn. Từ khi có đôi giày Feather Falling này á, chúng ta không có sợ bị té nữa các bạn ơi. Nói chung là rất là đã luôn. Pikachu, xúc nó luôn nha các bạn. À, quýt attack đi. À, nó quýnh mình trước luôn, dữ quá vậy. Chết queo Pikachu luôn. Rồi, xịn sò liền. Montret mới cấp 99 thôi hả? Chúng ta còn phải chờ một cấp nữa. À, quýnh Pikachu mình vẫn lên level nữa các bạn. Thế là đánh Pokemon chúng ta vẫn lên level luôn. Ôi, khá là xịn sò đó. Để mình sẽ thách đấu thử mấy con còn lại nha. Để mình coi cái con này cấp cao hơn thì nó có lên level như vậy không. Đây là Rayquaza nha các bạn. À, nó có nội tại bột máu nè. Xúc mày luôn nha con. Nó cho mình một cái bao xích ọt. Cũng ngon đó. Wow, mình đã đạt được level 2 luôn rồi nè. Xịn vậy. Để mình coi cái vùng núi này nó cao bao nhiêu nha các bạn. Dùng Zepto để mà bay lên nè. Đây, vùng núi này thì wow, nó cũng khá là cao đó. Wow, nó cao được tới cái block thứ 137 rồi nè. Chắc tí mình sẽ xây cho nó cao lên. Đó, 150, 160 gì đó để cho cái bọn Delay Bird nó có cơ hội xuất hiện nha các bạn. Và buổi tối nữa, trời ơi. Nói chung là rất là kinh khủng luôn. Ở đây chúng ta có một con gì nè. À, Bravi, Braviary. Và một ông trader xuất hiện ở dưới chân mình nè. Iron Head mày nè con. Chết queo, nó cho mình một cái sharp pack. Cái pack này mình đã có rất là nhiều rồi. Trader này trade cái gì đây? Trade con plus bóng điện đỏ, có cái con cộng các bạn. Plusle để mà lấy Von Beach. Một cái ông cảnh sát xuất hiện luôn. Ngon. Mình cũng đang rất là hóng chờ những ông học skill khác xuất hiện các bạn ơi. Những cái ông mà dạy skill chứ. Bên kia hình như có kìa. Từ từ. Để mình xử xong cái con này cái đã. Đó, tiến hành hợp thể Ash Greninja.
Ghê chưa, ghê chưa. Rồi, hợp thể rất là lâu luôn và mất rất là nhiều sát thương luôn. Hai Robotech nó chết rồi các bạn ơi. Ô, đâu rồi? Mới thấy ông, mới thấy cái ông dạy skill. Ôi, ông dạy skill biến mất rồi các bạn à. Ôi, phải trưởng à, để mình kiếm qua coi ông có đi lạc quanh đây không. Trời đất ơi, chờ tiếng hóa mega lâu quá nên ông biến mất luôn. Thôi kệ, mình sẽ đánh cái ông này đỡ nha các bạn. Tại nãy mình nhìn cái ông dạy skill đó, đồ mặt rất là lạ luôn. Là chắc chắn là ổng rồi. Lỡ may ông có Dragon Descent mà ông biến mất mình mới cay đó. Đó. Sau khi đã dùng xong tuyệt kỹ Z thì mình đang hợp thể với Adrenaline Ninja nha các bạn. Ôi mà trời, nó đang mưa luôn rồi nè. Wow. Trời mưa này thì rất là thích hợp để mà đi bắt Mookip nha. Nhưng mà xíu đi, mình còn có một cái con Tornadus có thể gọi được mưa mà. Không cần phải lo vấn đề đó các bạn ơi. Lightning này nó quýnh mình đau quá vậy. Extra Sensory, chết quẹo Lightning luôn. Hydro Cannon, chết nó luôn rồi. Và hình như có con gì của mình nó lên cấp đó. Để mình coi thử quanh đây còn có một cái ông nào đó học skill hay là dạy skill không. Những cái ông dạy kỹ năng đâu rồi? Trời nó mưa quá, mình không thể thấy đường được các bạn ơi. Chúng ta có được một cái Ultra Wurmhole ở đây nè. Thôi chắc đi về nha. Tí mình sẽ quay lại tìm tìm mấy ổng sao. Đi về ngủ một phát cho nó hết mưa cái đã. Mưa to vãi chưởng luôn. Đi về ngủ anh em ơi. Ngủ một phát cho nó hết mưa nè. Rồi, ngon lành canh đào. Trời nó đã xanh xanh trong trở lại. Nó sẽ nấu luôn cái bao xích ọt này đi. Ủa này vẫn chưa nấu xong hả? Lâu quá ta. Hay mình lại lên cái vùng ở trên nữa ta. Ây da, cái con SK này nó thách đấu mình nè. Quick attack mày. Đó, tấn công nhanh. Cho nó chết queo. Wow, nãy uổng quá. Chúng ta ham đánh cái ông trainer quá các bạn à, nên đã để mất cái ông mutator rồi. Và nói chung cái vùng này nó cao vãi chưởng ha, cao 130 mấy block luôn đó, kinh khủng. À chỗ này chúng ta có được một con miếng phở cấp 49 các bạn, đấu nó luôn nha. Giật điện đó, giật điện. Ô giật điện không được hả? Tưởng không được nữa chứ. Ồ, đạt cấp 4 rồi các bạn ơi. Ráng 10 cấp nữa để chúng ta cường hóa cái đôi giày cho nó xịn coi. Coi mình té xuống nè. Máu nó đã giảm các bạn à. Đó, nó sẽ giảm bị mất máu. Ngon lành. Đó là cường hóa Feather Falling đó. Fancy. Ồ, này, chúng ta có một con khách phơm. Khách phơm mặt trời hả? Mấy ông dạy skill đâu rồi? Trốn mất tiêu hết rồi các bạn à. Mình sẽ đi bộ để mà tìm ổng vậy. Với cái bộ đồ Thunder này chúng ta chạy rất là đã luôn. Chính vậy. Nữa. Ăn rồi cứ đè đầu tôi ra thách đấu không à. Một miếng phở này cũng cũng lì quá ta. Chưa sợ tao hơn miếng phở. Quýt ắt chắc đó các bạn. Chết queo luôn, ngậm củ tỏi nó luôn. Wow, đi về nhà thôi. Wow, cỡ em chim điện này nhìn đã thiệt sự luôn. Một cái hiêu phát đã. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành lấy mấy cái quặng ra nha. Đầu tiên mình sẽ lấy bên này trước nha các bạn. Bắt đầu hành trình. Đi lấy mấy cái quặng ra. À, lấy cái quặng này thì mình sẽ được kinh nghiệm các bạn ơi. Rất là lời luôn. Sẵn mấy cái cây của mình nó đang có mending nữa. Mình sẽ cầm như vậy luôn. Đó, cho nó sẽ sửa đồ nha các bạn.
có cái rìu của mình là không có mending thôi. Ok, trải qua được 9 stack đầu tiên và chúng ta chưa thấy được một em Meltan nào cả. Giờ mình sẽ lấy tiếp nha. Ráng hên hên cái nào. Để tôi gặp Meltan đấy coi. À, vẫn chưa gặp các bạn ơi. Khó ha. Vậy thôi chứ khó ăn lắm. Wow, mình đã đạt được kinh nghiệm là cấp 25 rồi đó. Xịn vãi. Level nó cứ tăng liên tục như thế này thì quá xịn sò luôn. Ồ, cấp 3 chục rồi. Đã qua được 27 stack. Vẫn chưa có gì. Ta la, Meltan không chịu xuất hiện. Khó quá. Khó quá đi. Wow, khó thì sợ anh em ạ. Ok. Wow, xong cái hàng bên đó rồi nhưng mà vẫn chưa có gì. Rồi, mình sẽ tiến hành tắt cái boss này đi. Chỉ để Soul Legendary thôi, cho nó chắc ăn. Ta la. Trời đất ơi. Khó quá đi. Không chịu xuất hiện hả? Đây, nó xuất hiện rồi các bạn ơi. Và đây là Meltan nha. Đó, Meltan. Xịn sò. Xuất hiện lần hai rồi đó. Cuối cùng cũng chịu. Good Ball không thành công rồi. Mình sẽ sử dụng luôn mấy cái quả khác như là Liver Ball nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng qua Liver Ball rồi Timer Ball nha. Con này hình như nó không có skill gì xịn đâu. Liver Ball tiếp tục. Nó có chiêu cụm đầu hả? Dữ vậy. Tiếp tục là quả Liver Ball nữa nha các bạn. À, nó có cái đuôi nhìn đỏ đỏ nè. Nhìn ngoài nó đẹp vậy. Rồi chúng ta sẽ sử dụng Timer Ball nha các bạn. Từ từ rồi dùng Master Ball. Không có gì phải vội vàng cả. Dù tầm 10 quả Timer Ball không được thì chúng ta sẽ sử dụng quả Master Ball nha các bạn. Tầm 10 đến 15 quả đó. Mà nó không được thì chúng ta qua quả khác thôi. Nó đánh mình khá là khó chịu ha. Mình cũng phải cấu nó lại một miếng máu cho nó biết thế nào là lễ độ mới được. Máu nó thấp vậy. Rồi Timer Ball nha các bạn. Nó liên tục boost cái gì đó. Tiếp tục. Meltan. Meltan. Chưa bắt được các bạn ơi. Khá khó khăn đây. Tiếp tục là Timer Ball. Vẫn chưa được. Hơi khó ăn ta. Hay là mình sẽ tăng cái công suất lên là tầm 30 quả Timer Ball ta. Chắc nên vậy các bạn ơi. Tầm 30 quả. Và ui chưa được. Mình đã tưởng là nó thành công rồi chứ. Rồi thêm một quả nữa đi. Coi vậy chứ bắt khó nha các bạn. Không có đơn giản đâu. Và đánh nó cũng sung nữa. Mặc dù đánh tôi có một máu thôi. Này phải đánh tôi tới già tôi mới chết lần đó nha. Và yes. Oh, chúng ta đã bắt được Distor. Lại là Meltan nhưng mà nó đã thành Distor các bạn ạ. Thiệt là xui xẻo. Nó mới có hiện cái dòng thông báo các bạn có thể đọc không? Chứ thông báo là you capture Distor. Cay thiệt sự luôn. Thôi kệ nó anh em ạ. Oh, Meltan. Đây, và đây là em Meltan thứ hai nha các bạn.
to nữa các bạn. Trời ơi, hai con đít to luôn. Thôi kệ, biết sao giờ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi khảm cái Feather Falling cấp độ 3 này vô cái đôi giày nha các bạn. Đó, xịn sò liền. Chúng ta sẽ khảm Feather Falling để cho nó lên Feather Falling cấp độ 4 nha. Ồ, đôi giày này thì giờ nó đã quá là xịn sò luôn. Còn gì bằng nữa. À, và tập hôm trước thì mình sẽ xin lỗi các bạn, tại vì cái Aqua Infinity này là nó sẽ tăng cái hiệu suất khi mà đậu dưới nước nha. Mình xin lỗi các bạn. Đó, mình sẽ đính chính lại thông tin chứ không phải là thở dưới nước nha các bạn. Nó chính là tăng hiệu suất khi mà đào dưới nước đó. Ok. Rồi để mình coi. Mình còn thứ gì nữa không ta? Ok, mấy cái bộ này nó vẫn còn unbreaking nè. Unbreaking khá là nhiều. Để mình coi thử cái những cái bộ còn lại của mình như thế nào rồi. Mấy bộ này nó chưa có unbreaking hả? Chắc mình sẽ khảm unbreaking vô luôn nha các bạn. Rồi, có kinh nghiệm là chúng ta làm hết. Unbreaking của tôi đâu rồi? Đây, 1 quyển, 2 quyển, 3 quyển. Quyển nữa. 4 quyển. Đó, à còn 1 quyển nữa nè. 5 quyển. Ok, rồi, xịn sơ. Mình sẽ đi đây và mình sẽ khảm vô luôn nha. Để mình coi trước mắt cái đã. Đây. Để mình coi nó ra cái gì. Fire aspect. Thôi vậy thôi. Chúng ta bỏ lại. Đừng, nếu mà ra deep trader thì mình sẽ lấy luôn. Ok. Nhờ cái kinh đó chắc mình sẽ khảm vô cái đôi giày luôn nha. Mà từ từ đi. Chúng ta sẽ khảm vô đôi giày hệ lửa đó các bạn. Thêm mấy cái red kinh này vô cho nó xịn sò chứ. Rồi. Nguyên cái bộ giáp dùng để đi bộ dưới nước đã có được unbreaking rồi nha các bạn. Mình còn thiếu fire protection với cái bộ đó nữa. Cũng như là cái bộ điện nó vẫn còn thiếu fire protection nữa là chúng ta sẽ full nha. Rồi ở đây thì cái đôi giày này mình cũng sẽ khảm unbreaking vô luôn. Đó. Xịn sò rồi đó. Rồi ra chắc mình sẽ kiếm luôn Feather Falling nè. 2 quyển. 3 quyển. Còn nữa không? Còn Feather Falling nào nữa không ta? Còn là Aqua Infinity thôi các bạn ơi. Ủa cái này cũng có unbreaking nữa nè. Feather Falling nhưng mà dởm. À mình còn mấy cuốn sách cường hóa trong đây nữa. Để mình vô mình coi. Protection. Bảo vệ thôi. Mình cũng không có còn protection đâu. Tại vì ở đây đâu có quái các bạn. Look up the sea, fortune, unbreaking. À unbreaking nè. Thêm một cái unbreaking nữa. Chỉnh sơ. Khảm vô cái áo này liền. Đó, quá đã luôn các bạn ơi. Trời ơi. Cái số kinh nghiệm này cuối cùng cũng có cái việc để mà xài vô rồi. Feather Falling cấp độ 2 và một cuốn cấp độ 1. Cái này mà đem khảm cho đôi giày thì sao ta? Để chúng ta cùng tìm hiểu coi. Giả sử đôi giày này mình khảm cái Feather Falling này vô được không? Rồi. Muốn đẩy lên cấp 2 thì chúng ta phải cần thêm kinh nghiệm các bạn à. Mình không có đủ rồi. Trời đất ơi, vậy thì thôi mình sẽ cắt lại. Đó. Chúng ta sẽ hẹn tụi nó vào một dịp khác nha. Còn ở đây mình đã có đôi giày maximum rồi, Feather Falling cấp độ 4. Quá là xịn sò luôn. Cái này mà té từ trên xuống á chúng ta đỡ phải lo bị chết bạn ơi. Chết thì nó vẫn xảy ra thôi. Nhưng mà nó sẽ giảm đi phần nào cái số sát thương. Để mình thử coi. Té trên xuống. Mất hết 1.5 hả? Để mình tháo đôi giày ra thử nó mất bao nhiêu nha. 1.5. Ồ, 4 tim. Ok, mình sẽ khảm mấy cái unbreaking lại với nhau nha. Ra một cái cấp 3 nè. Ra hai cái cấp 3 nè. Feather Falling. À, hai cuốn nè. Ngon. Mình sẽ khảm nó vô đôi giày của mình. Đẩy lên Feather Falling cấp 2.
đẩy lên luôn Feather Fallen cấp 3 luôn nha. Còn mấy cái còn lại thì khả năng rất kinh. Có vẻ là không đủ kinh nghiệm các bạn ạ. Thôi không đủ thì chắc xíu nữa mình sẽ đi lấy thêm. Cái nón của tôi nữa. Đó. Kinh khủng chưa? Mỗi một cái Rickin thôi, còn cái nữa. Ồ vậy cũng có Rickin rồi hả? Vậy thì chỉ cần cái nón. Cái nón là được rồi. Cái nón mà cũng như cái quần là xong rồi. Chúng ta sẽ full enchant bộ đó. Trời ơi. Thì bộ giáp lửa đó thì mình đã có Fire Rotation sẵn rồi nên chắc cũng không còn gì nữa đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi lấy mấy cái ingot ra khỏi lò nha. Thử gặp được cái em Meltan nữa không? Chẳng lẽ chúng ta đã hết gặp lại nó rồi sao? À, khó ăn quá anh em à. Meltan xuất hiện. À đây rồi. Và nó lại xuất hiện một lần nữa các bạn ơi. Đây Meltan này nhìn có vẻ khá là bự ha. Mình phải ngăn nó để nó chạy tùm lum nữa. Và đây là em Meltan thứ 3. Đó. Trong tập ngày hôm nay nha các bạn. Ôi đâu rồi. Mình quay nó không được. Đây. Nó đây rồi các bạn. Chúng ta sẽ dùng trước quả Whitbon nha. Tiếp tục bắt nó một lần nữa thôi. Lần 3 rồi đó. Hơi bị mệt mỏi rồi đó nha. Phone sweep. Lần này chắc phải sử dụng Liverbon thôi các bạn à. Trước mắt là thật nhiều Liverbon mới được. Ôi, đánh mình luôn kìa, dữ quá à. Tiếp tục là Liverbon. Ơ, à, quang lộ Whitbon rồi. Trời ơi, con chuột double click này. Đang Liverbon ngon lành nè. Tiếp tục là Liverbon luôn nha các bạn. Cấp 5 mà, cứ thoải mái thôi. Ồ, không được. Thấy nó lắc hơi lâu. Nhưng mà không thành công anh em à. Liverbon phát nữa. Này. Bắt khó quá nhen. Bắt hơi lâu rồi đó. Và lần này yes, oh, lại bắt được Ditto. 3 lần rồi các bạn à. Không còn gì để nói nữa. Trời đất ơi. Bắt Ditto hoài luôn. Ditto, hiện tại mình đang có 5 con Ditto và 4 con trong số đó là do Meltan biến thành nha các bạn. Cuộc sống mà. Rồi thì như vậy là được rồi. Chắc mình sẽ còn những buổi live khác để mà đi đào thêm khoáng sản đó các bạn. Trời ơi. Ở đây chắc mình sẽ đi khảm thêm đồ quá. Có mấy cái Unbreaking mình chưa khảm nè. Hai cuốn Unbreaking để khảm vô cái nón cũng như là cái quần nha. Đó, xài cho nó bền các bạn ơi. Chỉnh cho liền. Rồi, hiện tại đang còn cấp 13 nữa hả? Rồi, chắc mình sẽ tiến hành đi thu phục thêm Pokemon quá. Rồi, Meltan bắt vào một ra Ditto mà. Cây vậy chứ. 4 con Ditto luôn. Trời đất ơi. Thiệt là đen đuổi. Mình có một chỗ cao hơn nữa. Ủa trên đây nè. Ồ đây có vẻ khá là ngút chỉ đây. Đó. Cao 145 các bạn ơi. Rồi thì mình sẽ lấy đồ ra nha. Để mà mình lắp luôn. Đó. Tôi sẽ cho nó cao lên. Đây. Cao lên 155 luôn nha các bạn. Đó.
Rồi, kéo ra tới. Thôi, giờ có cái engine này. Kinh khủng chưa? Engine này nó đặt lóc, nó đi nó cũng nhanh nữa các bạn à. Hay với trưởng. Tôi sẽ kéo dài ra thêm nè. Rồi, trước mắt là như vậy đi. Đây mình sẽ dùng cái cây quan để mà kéo luôn nha. Mình sẽ chỉnh một chế độ khác. Đó. Chỉnh cho liền. Ôi trời, hết rồi hả? Hết đá. Thú hồn. Rồi. Chắc mình sẽ về mà lấy thêm đá quá. Đây mình sẽ lâu là delay bird. Spawn. Một spawner đi. Hy vọng nó có spawn thiệt các bạn ơi. Rồi về nhà cái coi. Tôi còn đá không? Đây, vẫn còn đá các bạn ơi. Wow, đá rất là nhiều luôn. Yên tâm. Curse of Vanishing hả? Tiếp tục. Tôi là bọt ra chỗ... lộn. Đây là bật ra chỗ delay bird spawner nè. Mình sẽ kéo ra cho nó nhiều mới được. Phải là một cái diện tích khá là rộng thì bọn delay bird này nó có thể spawn được các bạn ạ. Mình hy vọng là chúng có thể spawn thôi. Hy vọng là vậy. Rồi. Những cái block cuối cùng. Mình sẽ đổi cái cây quan mới luôn. Chuyển chế độ nè. Đó. Rồi, có vẻ là xong rồi đó các bạn. Cái quan này mình sẽ gộp lại đi. Tôi sẽ dọn vô đây hết. Ok. Hy vọng ở đây mém tí lên, nhảy xuống dưới luôn rồi. Hy vọng ở đây bọn delay bird, bọn delay bird này nó có thể bon spawn được. Đây, last resort. Mình sẽ thay bằng bubble beam nha. Ok, thế là đã xong rồi nha các bạn. Xịn sò liền. Để mình kiếm qua đây còn cái ông nào dạy skill nữa không. Trời ơi, quá xịn luôn. Không thì có ông Urilaner cũng được. Fanpy. Chỗ này cũng khá là cao đó. Một trăm hai mươi chín. Cũng được anh em à. Cũng được được. Ồ, và MNT lại xuất hiện nữa các bạn ơi. Ho ho. Đã từ lâu rồi mình mới gặp lại MNT đó. Hello MNT. Wow. Legendary MNT. Thôi nhận sự nó thôi các bạn à.
anti nè, một phát chết queo luôn. Nó cho mình hai cái play rose cũng như là hai cái charcoal. Ôi ôi, tự nhiên xuất hiện chi vậy con anti này. Ồ, để mình coi thời gian của nó rồi. Thời gian là ban ngày hả? Anti xuất hiện là mất hết cơ hội của một vài em huyền thoại khác rồi. Wow, đi nước nhanh thiệt sự luôn, đã vậy. Như vậy sao mấy con này nó spawn kịp đây? Ồ, chúng ta đã qua cái vùng khác rồi hả? Về lại đâm lầy thôi. À, có con team pawn nè. Để mình kiếm nó, mình giật điện nó luôn nha các bạn. Nó đây, team pawn. Giật điện cho mày chết rồi con. Ngậm củ tỏi liền. Đầm lầy này cũng khá là nhỏ ha, không có rộng như những cái đầm lầy khác các bạn à. Mình đi qua cái phần bên đây coi. Gặp cái Extreme Hill nữa. Chị Tư cho file mì á mẹ. Mẹ ở. Chị Tư cho file mì á. Ui, không được rồi. Swamlin. À, mù kiếp. Ô, mù kiếp xuất hiện nhưng mà nó là boss các bạn à. Ui, vãi à. Ui, chơi vậy ai chơi nữa. Đây, mù kiếp đã xuất hiện nhưng mà nó là boss nè. Ui lầy vậy. Ôi man. Trời đất ơi, không phải là mua kiếp thường mà là mua kiếp boss các bạn ơi. Ngày hôm nay nó quá nhỏ luôn rồi. Ô, treo đu hả? Để mình trút giận cái con treo đu này mới được. Là nó nằm dưới đất đất các bạn à. Thôi kệ nó, nằm dưới đất thì thôi. Tự nhiên gặp con mưu kiếp boss. Không phải là con mưu kiếp thường. Trời đất ơi, chết tôi luôn. Mình cố tìm một xíu nữa đi. Hy vọng là nó sẽ ra thêm một con nữa các bạn ơi. Thêm một con thường nữa, đừng có ra con boss nữa nha. Thiệt chứ, không tin nổi luôn. Extreme Hill à. Wow, cái độ cao như thế này. Vẫn có mấy em spawn được. Hay vậy chứ. Ồ, La Vita vừa spawn luôn nè, xịn vậy. Giờ mong delay burst spawn nữa thôi anh em ạ. Mình sẽ lấy mấy cái Soul Stone ra nha. Đó, đồ nhiều mà, xài vậy thoải mái anh em ơi. Không ngán luôn. Xài cho nó rộng khắp nguyên cái khu này luôn. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục. Mày kéo phía bên này ra. Cho nó bự. Ồ, đã có mấy em khác spawn rồi các bạn ơi. Đó chính là Minior nha. Ôi, và con gì lạ quắc vậy. À, con La Vita nhỏ đó các bạn ơi. Mình sẽ làm cái spawner thiệt là to nha. Rồi, hết luôn rồi. Hết đá luôn rồi. Hy vọng bọn delay burst nó có thể spawn ở đây nha anh em. Ok. Ồ, Mini ơi, chúng ta có thể dứt nó luôn.
mày này con, cho mình sign install nó anh em ạ. Xịn vãi. Dứt mày luôn nè. Hai mảnh lời vãi chưởng luôn. Họ Snorren hả? Con này cũng spawn ở cái vùng lạnh nữa nè. Hay vậy. Snorren. Chết quẹo luôn. Ồ, cho mình băng tuyết nữa hả? Cabin. Đó. Ok, thì chắc tập hôm nay tới đây các bạn ơi. Hôm nay thì mình đã gặp thêm 3 em Meltan nữa. Mặc dù cả 3 đều biến thành Distor khi bị bắt, nhưng mà cũng không sao các bạn ạ. Ngoài ra thì mình cũng vừa tạo được một cái spawner cho cái con delay bird nha. Ở cái độ cao là trên 150 đó các bạn ơi. Đó. Và chắc trong thời gian offline mình sẽ đi đào thêm đá để mà tiến hành mở rộng cái spawner đó ra. Đó, nói chung là rộng nhất có thể cho cái bọn đó nó spawn thiệt là nhiều nha các bạn. Ngoài ra thì mình cũng đã có gặp được Mookip rồi các bạn. Đó chính là Mookip Bot. Không phải là con Mookip bình thường. Trời ơi, cay vãi chưởng luôn. Trời ơi. Nói chung số nó đen là đen hết tập luôn rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video hay thì quên qua lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ like by Fury Gaming để cập nhật nhiều thông tin mới nhất về lịch ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.